Kính chào quý nhà đầu tư, kết quả kinh doanh quý 3 của các cái doanh nghiệp lớn cũng đã ra hết và có rất nhiều các doanh nghiệp có những cái kết quả rất ấn tượng và đặc biệt là những cái doanh nghiệp hàng đầu. Thì hôm nay tôi sẽ đưa đến quý vị về cái việc cập nhật kết quả kinh doanh quý 3 và định giá cái cổ phiếu FPT cho tầm nhìn năm 2022. Thì nội dung gồm có 4 phần chính như sau: một là cập nhật kết quả kinh doanh của FPT trong 9 tháng đầu năm 2021, hai là đánh giá về cái tình hình sức khỏe tài chính cũng như là về cái dòng tiền của FPT, và thứ ba là cái chiến lược phát triển của FPT trong tương lai đối với các cái mảng, và thứ tư là đưa ra đánh giá về cái lợi thế cạnh tranh cũng như dự báo định giá cho cái kết quả kinh doanh năm 2022 của FPT như thế nào. Sau đây thì chúng ta sẽ vào phần đầu tiên, đó là cập nhật kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2021. Thì FPT duy trì tăng trưởng ở hai chữ số cũng tương đối tốt, chúng tôi cũng chưa đánh giá là cũng chưa được sự xuất sắc, nhưng mà với cái việc tăng trưởng như này cũng là khá ấn tượng. Thì đến nữa chúng ta sẽ tìm hiểu cái nguyên nhân cụ thể vì sao nó lại không thể tăng trên 20%, đúng không ạ? Thì kết thúc 9 tháng đầu năm thì FPT tăng 18% doanh thu và lợi nhuận sau thuế thì cũng tăng khoảng 18,6%. Đối với lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ thì đạt 3.031 tỷ, tăng khá là tốt, đúng không ạ? Tăng là khá là tốt, 18,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Thứ hai là biên lợi nhuận gộp thì vẫn duy trì ở mức cao là 38,5% so với các cái năm gần đây, nó khoảng 38-39%. Thứ tiếp theo là FPT tiết giảm đáng kể cái chi phí quản lý doanh nghiệp. Đó là cái tỷ lệ chi phí này chiếm 12,7% doanh thu trong 9 tháng đầu năm 2021 thay vì là 14,9% từ năm 2020. Thì lợi nhuận khác và lợi nhuận tài chính của FPT tăng trưởng cũng khá tốt. Chúng ta có thể thấy là lợi nhuận khác cũng mang về thêm 89 tỷ, nhưng mà đặc biệt là cái lợi nhuận tài chính thì nó mang lại rất tốt với cái doanh thu tài chính đạt tới 898 tỷ. Nguyên nhân đến từ việc FPT đẩy mạnh cái hoạt động kinh doanh nguồn vốn để có thể tận dụng cái lợi thế cạnh tranh, cái vị thế của mình, huy động được vốn giá rẻ và cho vay lại với lãi suất cao hơn để hưởng chênh lệch, góp phần thúc đẩy cái kết quả kinh doanh của FPT bù vào cái phần sắp tới chúng ta sẽ nghiên cứu, đó là phần giáo dục đầu tư bị suy giảm kết quả kinh doanh trong 9 tháng đầu năm nay. Tiếp theo là cụ thể hơn, đó là cơ cấu doanh thu lợi nhuận các cái mảng của FPT. Đầu tiên là về doanh thu theo khối thì mảng công nghệ vẫn là mảng chủ đạo, chiếm tới 57% doanh thu với 14.294 tỷ và tăng trưởng 22,1% so với cùng kỳ năm 2020, đúng không ạ? Còn khối viễn thông là chiếm 37% tổng doanh thu với 9.232 tỷ đồng, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm trước. Mảng giáo dục thì đạt 1.427 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước. Và lợi nhuận theo khối thì khối công nghệ cũng tiếp tục là lá cờ đầu dẫn dắt cái kết quả kinh doanh của cái công ty này với việc đạt 2.097 tỷ, tăng tới 30,4% so với cùng kỳ. Mảng viễn thông thì đạt 1.783 tỷ, tăng 21,9% so với cùng kỳ. Mảng giáo dục đầu tư thì đạt 695 tỷ, thì đây là mảng duy nhất của FPT bị suy giảm kết quả trong 9 tháng, âm 6,6%. Thì nguyên nhân đến từ FPT cũng có dự phòng một số cái khoản ở trong cái mảng đầu tư, và mảng giáo dục về cơ bản cũng bị ảnh hưởng ít nhiều bởi cái dịch bệnh Covid, đúng không ạ? Thì chúng ta nhìn ở đây có thể thấy rằng mảng công nghệ thông tin chiếm 46% lợi nhuận trước thuế, nhưng do FPT nắm 100% nó, trong khi mảng viễn thông thì FPT nắm có 45%, mảng giáo dục đầu tư thì nắm vừa thôi. Chính vì thế cho nên thực tế lợi nhuận đóng góp vào tổng chung thuộc cổ đông công ty mẹ thì mảng công nghệ đã đóng góp trên 50% toàn bộ lợi nhuận của công ty này. Phải nói là nó là một mảng chính và chúng ta cần phải tập trung đánh giá, nghiên cứu kỹ nó thì mới biết được cái xu thế triển vọng tương lai của cái công ty này như thế nào, đúng không ạ? Trước mắt chúng ta nhìn thấy cái sự tăng trưởng hơn 30%. Rất ấn tượng, như vậy nó sẽ dẫn dắt cái kết quả kinh doanh trong tương lai cũng khá tốt. Tiếp theo về cái phân tích hiệu quả theo khối thì về cơ bản là các khối có khối giáo dục thôi là có vẻ kém thôi, còn lại khối công nghệ và viễn thông vẫn duy trì ở mức rất tốt, thậm chí còn có sự tăng trưởng về cái hiệu quả kinh doanh. Trong đó thì mảng công nghệ thì có một điều khá đáng chú ý, đó là cái tỷ trọng doanh thu và lợi nhuận ở trong nước cũng đang có sự nhích dần lên, khi mà ở trong nước người ta cũng đã chú ý rất nhiều đến cái vấn đề chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ vào kinh doanh, thay đổi hay là chết, đúng không ạ? Tuy vậy thì cái lợi nhuận doanh thu chính vẫn đến từ nước ngoài, và trong đó thì Nhật Bản chiếm tới 50%, tiếp đến là cái sự Mỹ rồi là châu Á Thái Bình Dương cũng có sự tăng trưởng
rất là mạnh. Tiếp theo về cái đánh giá về tình hình sức khỏe tài chính cũng như là cái tiền của FPT. Thì kết thúc quý 3 2021, nợ vay của FPT tăng 39% lên 17.762 tỷ. Nguyên nhân đến từ một là do FPT thúc đẩy cái việc mạnh tay đầu tư cho viễn thông. Thứ hai đặc biệt đó là FPT đang kinh doanh nguồn vốn rất mạnh. Tức là về cơ bản họ tận dụng cái vị thế của mình. Một là doanh nghiệp đầu ngành. Thứ hai là có nguồn thu từ nước ngoài, như chúng ta thấy mảng công nghệ thông tin ấy, nguồn thu hàng chục ngàn tỷ, đúng không ạ? Trừ đi chi phí thì tất nhiên nó có lợi nhuận hàng vài ngàn tỷ, tức là nó mang đô về cho Việt Nam rất nhiều đó. Từ đó thì nó có thể vay đô trước ở nước ngoài với lãi suất chỉ 2-2,5% và đổi ra tiền Việt gửi với lãi suất 6-7%. Khi mà đô từ nước ngoài về thì họ có thể mang họ trả dần cái nợ đó, và cái việc này nó mang lại doanh thu tài chính cho FPT đâu đó lên đến gần 900 tỷ, trong đó chủ yếu là tiền gửi. Nó góp phần bù lại phần nào cái việc giảm lợi nhuận từ mảng giáo dục và đầu tư rất tốt. Còn nếu mà tính nợ vay ròng, tức là đến nợ vay trừ đi đầu tư tài chính ngắn hạn vân vân, thì về cơ bản FPT là một doanh nghiệp gọi là không có nợ vay. Họ không cần nợ vay, họ vẫn có thể hoạt động trôi chảy và rất tốt. Thì sức khỏe tài chính có thể nói là rất là mạnh, tỷ lệ chiếm dụng vốn rất cao cũng là một trong những yếu tố góp phần vào cái việc không cần nợ vay như thế. Và dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của FPT luôn luôn duy trì ở mức cao rất tốt, tạo điều kiện cho việc trả cổ tức đều đặn cho nhà đầu tư hàng năm. Đúng không ạ? Thì chúng tôi đánh giá rằng là ngoài kết quả kinh doanh khá tốt thì lưu chuyển tiền tệ cũng như là cái sức mạnh tài chính của FPT rất rất tốt. Tiếp theo là về cái chiến lược phát triển trong giai đoạn mới, như thế nào để đánh giá được cái sự phát triển cũng như triển vọng của FPT trong tương lai. Thì chúng tôi nhận thấy những cái thông điệp rất rõ ràng cũng như hành động của họ, đó là đẩy mạnh chuyển đổi số và tiếp tục phát triển thị trường nước ngoài, đúng không ạ? Chuyển đổi số sẽ nhanh chóng giữ vai trò trọng tâm đối với nhiều doanh nghiệp và đang là xu thế toàn cầu. Chúng ta có thể thấy ở đây là cái xu hướng chuyển đổi số toàn cầu đấy đang diễn ra rất mạnh mẽ. Rồi tiếp theo là cái cơ cấu doanh thu chuyển đổi số đối với tổng doanh thu công nghệ, nó đang tăng cái tỷ trọng khá tốt, đúng không ạ? Tính đến tháng 9 năm 2021, nó đã đạt tới 27,6% tỷ trọng trong cái doanh thu công nghệ của FPT. Phải nói là nó rất ấn tượng và nó rất mạnh mẽ. Tiếp theo, chúng ta có thể thấy đấy, doanh thu kỳ mới từ thị trường nước ngoài ngày càng tăng với nhiều dự án trên 1 triệu đô, cho thấy sự trưởng thành của FPT rất nhanh trong thời gian vừa qua. Và đặc biệt là có 16 dự án có quy mô trên 5 triệu đô. Thì chúng ta nhìn ở cái biểu đồ ở bên trên bên tay trái đây, đó là doanh số về công nghệ ký mới đây, đúng không ạ? Đến tháng 9 thì cái việc ký mới cho 2021 là 12.807 tỷ, trong khi cùng kỳ năm trước chỉ là 9.595 tỷ. Ký mới tăng trưởng rất mạnh qua từng tháng, đúng không ạ? Còn về khách hàng thì số lượng khách hàng đóng góp doanh thu trên 500.000 USD là 189 khách thì tăng 5%. Số khách hàng đóng góp doanh thu trên 1 triệu USD là 95 khách hàng thì tăng 9,2%. Về dự án thì cái dự án với cái quy mô 500.000 USD là 185 dự án, tăng 18,6%. Dự án trên 1 triệu USD thì đóng góp là 73 dự án, tăng 19,7%. Và dự án trên 5 triệu USD, những đại dự án ấy, thì đạt 16 dự án, tăng 167% so với cùng kỳ. Tiếp theo là về cái chiến lược phát triển, về nghiên cứu phát triển các sản phẩm made by FPT. Có thể nói trước đây thì FPT thường bị chê là cái công ty chỉ gia công đơn thuần, vớ vẩn chẳng hạn, ví dụ thế. Thì hiện nay thì họ cũng đã có những cái chuyến biến chuyển khá là mạnh liên quan đến việc xây dựng cái hệ sinh thái sản phẩm do chính FPT tạo ra, đúng không ạ? Dựa trên AI này, data này, blockchain này, RPA này, hay là điện toán đám mây, cloud. Thì 9 tháng đầu năm 2021, các sản phẩm phần mềm made by FPT ghi nhận doanh thu 415 tỷ đồng, tăng trưởng tới 54,9% so với 9 tháng đầu năm 2020. Và hệ sinh thái made by FPT chuỗi gồm 77 nền tảng, giải pháp, sản phẩm và dịch vụ đã được phát triển dựa trên nền tảng công nghệ lõi gồm AI, blockchain, vân vân như tôi vừa nói, ứng dụng trong rất nhiều các cái mặt đời sống, đó là giao thông, bảo mật, chính phủ, ngân hàng, y tế, giáo dục, viễn thông, đặc biệt là các cái giải pháp cho doanh nghiệp. Thì FPT đang đẩy rất mạnh
Cái việc mà mua sát nhập mua bay thì cũng là một trong những phần ở trong đó. Và mục tiêu tăng trưởng doanh thu có thể đạt 45% trên năm trong vài năm tới, phải nói rất ấn tượng. Tiếp theo, quý vị có thể nhìn rõ hơn ở đây chính là cái hệ sinh thái sản phẩm Made by FPT đây ạ. Đúng ạ, trọng tâm trong hệ sinh thái là doanh nghiệp. Đây, quý vị có thể đấy. Phần Akamet là nền tảng điều phối và quản lý sản xuất theo thời gian. Và AKAT là sản phẩm kiểm thử tự động. Hai sản phẩm đạt giải thưởng top 10 sao khuê năm 2021. Đúng ạ, được các doanh nghiệp rất nổi tiếng ứng dụng như là VinFast, Nippon, Sumitomo sử dụng, đúng không ạ? Akabot hay là Sairada hay FPT AI, FPT Sport cũng được đánh giá rất cao. Thì đây quý vị có thể nhìn thấy một cái mạng lưới made by FPT phân theo các lĩnh vực như giao thông, như viễn thông, rồi là khối chính phủ, rồi là khối doanh nghiệp. Thì đây là những cái hệ sinh thái sản phẩm rất đầy đủ của nó. Nếu nó thúc đẩy phát triển được mạnh thì cái việc tăng trưởng 45% là có thể trong tầm tay. Tiếp theo về cái chúng ta đi về cái phần lợi thế cạnh tranh của từng phần đi. Lợi thế cạnh tranh của phần mảng phần mềm để có thể định hướng FPT phát triển lâu dài, nó có thương hiệu khá mạnh, dễ dàng thu hút được nhân lực mảng phần mềm và được các hợp đồng có giá trị gia tăng cao. Như chúng ta thấy các hợp đồng trên 1 triệu hay là trên 500 ngàn hay trên 5 triệu cũng đang tăng trưởng khá tốt, đúng không ạ? Lợi thế quốc gia về cái nguồn nhân lực, thứ nhất là chi phí nhân công của chúng ta vẫn rẻ và ít nhất duy trì được 10 năm nữa so với các đối thủ. Thứ hai là nguồn cung khá dồi dào, đặc thù là người Việt học toán rất là nhiều, rất tốt, đúng không ạ? Rồi tiếp theo lợi thế nhờ cái hệ sinh thái của FPT, IS software là education với software là software với telecom này, đúng không ạ? Thì mảng giáo dục đào tạo thì cái lượng sinh viên bình quân nhập học của FPT đâu đó duy trì khoảng 100 ngàn, mang lại rất nhiều các cái nguồn nhân lực rất tốt cho các cái mảng của mình, đúng không ạ? Bên cạnh đó các cái doanh nghiệp của FPT lại tạo môi trường để có cái đào tạo thực tiễn cho những cái học sinh học viên đó, rồi là tạo công ăn việc làm cho những cái trường đó. Thế thành ra nó tạo thành một cái hệ sinh thái khép kín rất tốt, đúng không ạ? Triển vọng tăng trưởng phần mềm thì cách mạng 4.0 như chúng ta nói đến từ mấy năm trước rồi, đúng không ạ? Xu hướng chuyển đổi số là tất yếu và mạnh mẽ, cầu lớn hơn cung rất nhiều hiện nay. Rồi là tiếp theo, Adsoft thì ngày càng nâng cao cái thương hiệu vị thế của mình trên trường quốc tế, các hợp đồng thì ngày càng lớn và giá trị cao như chúng ta đã thấy. Trong nước thì chính phủ đang hết sức thúc đẩy về chuyển đổi số từ chính quyền điện tử đến các doanh nghiệp phải lựa chọn thay đổi hay là chết. Và đặc biệt trong cái thời buổi mà dịch bệnh Covid diễn ra hết sức phức tạp thì cái yêu cầu về việc làm việc online, thúc đẩy chuyển đổi số là một yêu cầu bức thiết hơn bao giờ hết. Nó sẽ đẩy nhanh mọi vấn đề liên quan đến ứng dụng công nghệ. Và tiếp theo thì Adsoft đang mở rộng không ngừng. Đó, đến hết 2019, hết 2020 có thể đạt đến gần 20.000 kỹ sư phần mềm, rất tốt, đúng không ạ? Đó. Và Adsoft thì sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ khoảng 25-30% trong 5-10 năm tới. Tiếp theo, về cái mảng viễn thông thì lợi thế cạnh tranh thì thương hiệu mạnh, đáng tin cậy. Có thể nói đây là cái thương hiệu top 3 thương hiệu mạnh nhất trong mảng viễn thông. Và cái hiệu quả thì nó lại là top đầu cậy. Và nó rất năng động, tinh gọn, tập trung vào các cái thị trường lớn có giá trị gia tăng cao, đặc biệt là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Liên tục đầu tư hoàn thiện cái hệ thống cáp quang với cái tốc độ rất cao và về cơ bản bây giờ cũng gần như đã hoàn thành được cơ bản cái nền tảng để khai thác trong 5 năm tới. Về thị phần thì đứng thứ 3, đúng không ạ? Nhưng hiệu quả như tôi đã nói số 1. Triển vọng tăng trưởng thì có thể duy trì tăng trưởng từ 8-15% trong 5 năm tới nhờ sự tăng trưởng nhanh chóng của các cái doanh nghiệp mở mới, cơ quan rồi các cá nhân về cái nhu cầu sử dụng internet ngày càng tốc độ cao hơn. Về giáo dục đầu tư thì giáo dục là một phần quan trọng trong hệ sinh thái, đảm bảo đầu ra cho sinh viên nhờ có Adsoft và các cái công ty thành viên thì có thể tăng trưởng hai con số. FRT, FPT Synnex là hai công ty liên kết, một công ty bán lẻ, một công ty bán buôn thì ổn định, sẽ khó có tăng trưởng đột phá nhưng mà nó sẽ ổn định khá tốt. FPTS thì chiếm tỷ trọng đóng góp khoảng 100-250 tỷ lợi nhuận sau thuế mỗi năm nhờ vào sự phát triển rất mạnh mẽ của thị trường chứng khoán, cho nên cái mảng đầu tư vào FPTS này 20% cũng đang có cái giá trị cao gấp 3-4 lần so với giá trị đầu tư của tập đoàn FPT. Đúng không? Rồi tiếp theo là FPT Capital thì nó rất nhỏ thì không đáng kể. Và có một cái con số rất đáng chú ý đó là 6,21% của Tiên Phong Bank. Lợi ích ẩn khá lớn. Mỗi năm có thể lên đến 200 tỷ. Bởi vì sao? Quý vị hãy lưu ý rằng là ví dụ năm nay thì Tiên Phong Bank lợi nhuận khoảng độ 4.600 tỷ. Như vậy với 6% của nó, đúng không ạ? Với 6% thì về cơ bản là lợi nhuận ẩn của FPT đấy gần 300 tỷ. Nếu mà tính giá thị trường 6% của
FPT ở Tiên Phong Bank thì bây giờ nó khoảng độ 3.200 tỷ đồng, trong khi giá vốn ghi rất thấp, Tiếp theo về tôi sẽ định giá theo từng phần, đúng không ạ? Lợi nhuận sau thuế 2022, tức là lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ luôn đấy, của mảng phần mềm thì chúng tôi cho rằng có thể đạt 2.964 tỷ đồng, thậm chí đạt cao hơn, đúng không ạ? Tốc độ tăng trưởng trong quá khứ cũng như 9 tháng đầu năm đạt hơn 30% một năm cơ. Thì trong 5 năm tới thì chúng tôi kỳ vọng vẫn có thể đạt 20-30%. Thì cái áp dụng phương pháp PE thì FPT Shop xứng đáng với PE cao hơn 25 lần sau khi cái nâng tầm thành công cái công ty này, thì định giá khoảng 74.100 tỷ đồng cho cái mảng này. Tiếp theo về cái mảng viễn thông, đúng không ạ? Lại có thêm cái thương hiệu VN Express chẳng hạn, cũng rất nổi tiếng, đúng không ạ? Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ năm 2022 thì chúng tôi kỳ vọng đạt 955 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng bình quân trong quá khứ trên 13%. Thì 5 năm tới thì chúng tôi vẫn kỳ vọng tăng trưởng được 10% và mang lại dòng tiền đều đặn. Thì áp dụng phương pháp chiết khấu dòng tiền đối với cái công ty này thì định giá mảng này khoảng độ 14.218 tỷ đồng. Tiếp theo, đối với mảng công ty liên doanh liên kết FPT Retail bán lẻ rồi là phân phối là Sinex rồi là chứng khoán là Security, đúng không ạ? Thì lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ thì chúng tôi cho rằng khoảng năm 2022 phải trên 520 tỷ. Thực ra 520 tỷ là chúng tôi cũng có sự khiêm tốn nhất định đấy, bởi vì riêng chứng khoán FPT có thể mang lại con số gần 300 tỷ rồi. Thì trong tương lai thì mảng này dự kiến đi ngang, thì áp dụng cái phương pháp PE đối với mảng này chúng tôi cho là 10 lần, đúng không? Định giá khoảng 5.200 tỷ. Tiếp theo mảng giáo dục đầu tư thì liên quan đến FPT Education và FPT University, đúng không? Có, đúng không? Đó đấy. Rồi tiếp theo là Tiên Phong Bank, đúng không? Thì chúng tôi định giá khoảng 12.300 tỷ mảng này. Thực sự định giá như vậy là nó cũng có phần khiêm tốn đấy. Tuy nhiên là nó cũng có cái sự hợp lý nhất định. Thì tổng kết khuyến nghị chung thì FPT là một doanh nghiệp có triển vọng tương lai tốt nhờ xu hướng ngành tất yếu, đúng không ạ? Lợi thế cạnh tranh mạnh, quản trị công ty tốt. Thì với giá khoảng 96.000 ngày 11 tháng 11 năm 2021 thì FPT đang có upside lên đến 22% mục tiêu cho năm 2023 khi có kết quả kinh doanh 2022 rồi đấy. Thì khuyến nghị, chúng tôi khuyến nghị mua mạnh FPT với vùng giá với cái định giá là 116.608 đồng. Đặc biệt là những cái lúc điều chỉnh mạnh thì quý vị có thể mua rất mạnh tay với cổ phiếu này. Nhưng mà lưu ý với quý vị rằng cổ phiếu này nó được định giá ở mức này nó không phải là quá rẻ. Thế thành ra cái việc nó phù hợp với những nhà đầu tư nắm giữ lâu dài, nó không phù hợp với những nhà đầu tư mong muốn chỉ trong vài tháng tăng cả chục phần trăm đến mấy chục phần trăm đâu. Thì chúng tôi lưu ý trong hơn một năm tới thì kỳ vọng cái việc tăng giá của nó khoảng 22%. Thì trên đây là những cái đánh giá về kết quả kinh doanh 9 tháng, đặc biệt là đưa ra những cái định hướng chiến lược của FPT và định giá cũng như khuyến nghị về cổ phiếu FPT đưa đến quý vị. Thì chúc quý vị thu được những cái kiến thức, những cái thông tin hữu ích cho cái việc ra quyết định đầu tư của mình. Xin chào và hẹn gặp lại ở những cái cổ phiếu tiếp theo.